Lô, thành phố Hồ Văn, khu vực Son cũng như khu vực gần, dịch Covid đang quay trở lại, tình hình hiện rất phức tạp và các cơ quan đang cố gắng hết sức để phòng chống dịch. Yêu cầu ai ở đâu thì ở yên chỗ đó, tự bảo vệ sức khỏe bản thân. Chúng tôi và các bạn. Không ngờ sau thời gian im hơi thì nét Covid lại đến. Ở trong chúng ta lặng lẽ tiến ra mà chẳng hề có một tiếng nói gì. Bất ngờ, dặn nhau giữ gìn không gian quanh ta đừng cho Covid tiến xa. Tập cùng chung quyết tâm từ anh nhà nông tới cô nhà phố. Mình trông dịch tốt thì phải kèm theo sự duy trì nó ở mức tốt hơn. Xin chúc mừng thí sinh Phạm Mai Linh đã hoàn thành xong phần dự thi của mình. Và kính thưa quý vị.